ค่ะเราคาดว่าในปีนี้เราจะมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวตารางหน้าประสบทักทายใช้đại diện cho tổng cục du lịch Thái Lan tại cùng trang thông tin lẫn sẽ được quan tạo và thứ nhất là phải yêu Thái Lan, thứ hai cũng là phải yêu Thái Lan và thứ ba là phải cực kỳ yêu Thái Lan. Hy vọng là tất cả quý vị khán giả cũng sẽ yêu mến Thái Lan như vậy, chúng ta sẽ có được những chuyến đi thật sự là thú vị bên cạnh gia đình của mình khi đến Thái Lan. Còn bây giờ thì nhân dịp đầu năm mới, cho phép Quang Bảo cùng với lại Kim Nhã sẽ chúc quý vị có được một năm Kỷ Hợi thật nhiều an lành, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều tiền tài để mà chúng ta có tiền du lịch nữa quý vị nha. Sao anh đi bi mày. Chúc mừng năm mới.